Cao áp cao áp em bia em bia em MIB à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái gì đây? 98, 99. Sifu. Kiểu là Sifu này trong đây là kiểu là sư phụ ấy. Nhưng mà cái Sifu bên tầng tàu nó lại sư phụ. Tất cả 99 thành viên đã ở đây rồi. Trong đó là bao gồm cả ngày nữa. Thằng Sifu này xuất hiện. Sifu à. Hey, what the heck you doing in my cup of like that? What the heck do you think you are doing? Counting my cup of à? Cậu nghĩ là cậu đang làm cái quái gì vậy à? You are going to count my cup of like that? Hay như là kiểu là cậu đếm kiểu gì đấy? Every person is valuable human being to get me. À, là có nghĩa là sao cậu lại đếm thiếu tôi như vậy à? Bởi vì là mỗi con người thì là mỗi người đều là một cái con người có giá trị, cậu hiểu tôi chưa? Và tất cả mỗi con người đều có một cái tên của mình, là mỗi người đều có cái tên mà cha mẹ của họ đã cho họ. Thế thằng này nó có cái kính nó đồng thời như là cái vết sẹo ấy, nhìn rất là ngầu ấy. Thế là lúc đầu tưởng là vết sẹo nhưng mà nó bóc ra cái thôi là tên, nên là hóa ra cái móc thành kính. Nên là không ai tên là 2 hoặc là tên là 3 cả. Mỗi người đều có được cái tuổi và cái cấp bậc đàng hoàng, kiểu là cái số 1 chẳng hạn. Sifu, Sifu, Sifu. Hình như là trong bên Nhật này thì nó gọi là Sensei ra. Anh có phải là đặc vụ lang không à? You infidel, thì là tên vô đạo. Làm sao mà ngươi có thể nói thẳng cái tên của sư phụ là một cách bất lịch sự như vậy? Lang gì có nói rằng. Nên là kiểu như là anh này hay nói cái lang gì giống như là tuân tử ra. Kiểu như là hay trích ra một số cái câu ở trong sách ấy. Là có nghĩa là một con thú nhỏ không tôn trọng những cái con thú khác à, thì sớm muộn là sẽ bị cắn à, bởi vì là những người già thôi à. Nên là cậu hoàn toàn không được quên là hãy thể hiện cái sự tôn trọng với cả những người khác. Sina. À, Sina là con này à? Nên kiểu trợ lý rồi. Liệu Zid Idin mắt. Đây nó không có gì nhiều nhưng mà xin hãy nhận cái danh thiếp của tôi. Nên là rất là lịch sự nhá. Ồ, cảm ơn anh. Nên là anh hãy xin hãy nhận cái danh thiếp của tôi lại đi à? Thế là hai này nhìn chưa rất là lịch sự. Nên là vừa bắt đầu đã kiểu rất là có nhiều trò hài rồi. Gì nhỉ? Cậu thấy đấy. Đây cậu thấy tôi vừa làm cái gì chưa? Đấy là cái cách thức mà đúng ấy, để hai người là người ta thể hiện được cái sự tôn trọng đối với nhau. Nên là hãy nhớ kỹ đấy. Nên là nếu mà cậu không nhớ kỹ thì là cậu sẽ không đi xa được trong cái cuộc sống của cậu đâu. À, thế là thằng em nó đang nói với đệ của nó à? Là và bây giờ hãy tìm cho tôi kẻ bắt cóc và túm ngay gã đấy ra đây cho tôi.